Chiều tối qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Các đại biểu chư tôn đức tăng ni được nghe thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn chào mừng đại lễ Phật đản. Quận Ninh Kiều hiện có 49 chùa với 150 tăng ni. Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ninh Kiều đã tích cực đồng hành cùng dân tộc, không ngừng củng cố phát triển về mọi mặt, đóng góp tích cực trong công tác từ thiện xã hội, tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.